Ai ôi. Chuyện gì nhỉ? Này, anh bị làm sao đấy à? Anh đi thế anh kiểu gì đấy à? Tông trúng vào tôi sắp chết rồi này. Cái gì? Tôi tông trúng anh á? Đừng còn nào nữa, hồi nào nữa này. Đi trên thang tông trúng người ta mà không chịu đèn đèn đây này. Này, rõ ràng là xe tôi đang đậu nhá. Làm sao tôi tông trúng anh được? Tôi không nhận biết nhá. Bây giờ anh đèn đèn cho tôi. Anh có tin tôi báo công an không? Cái gì? Anh báo công an, anh báo đi nhá. Này nhá, tôi là tỷ phú này nan nhá. Anh báo công an nhá, tôi đưa anh ở đây để tiêu luôn nhá. À, anh... Rõ ràng là lừa đảo rồi còn gì. Người ta có chạy đâu mà bảo là va vào mình. Phải ra can thiệp mới được. Anh ơi, đây là tiền của anh đúng không? Tiền của tôi đấy. Đấy, rõ ràng lúc nãy là tôi thấy anh đau lắm cơ mà. Sao bây giờ bật dậy nhanh thế? Hóa ra là lừa đảo à. Này, anh có tin tôi báo công an hay không? Chúng mày nhá, chúng mày được lắm. Chúng mày dám lừa ông nhá. Lần sau ra đường gặp ông thì tránh mặt ông ra nhá. Đấy, đưa. Đúng là cuộc đời thật lắm éo le. Thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Cảm ơn cô nhá. Không có cô thì đúng là không biết là tôi còn bị thế nào nữa. Không có gì đâu, tôi thấy chuyện bất bình nên là ra tay tương trợ thôi mà. À đây, tôi gửi cô một ít, coi như là thay lời cảm ơn. Thôi, tôi không lấy đâu, tôi chỉ giúp anh một chút thôi mà. Cô cứ cầm đi. Không có cô nhá, không biết là tôi còn mất nhiều hơn hay không đấy. Nhưng mà... Cứ giữ lấy, còn đáng bao nhiêu đâu, tôi đi làm đây. Không ngờ trên đời này lại có nhiều người tốt như vậy. Đúng là thằng ngu, dễ bị lừa thế không biết được. Đây, được bao nhiêu đây? 2 triệu. Ôi giời ơi. Quả này tha hồ mà chia nhau nhá. Dễ quá nhỉ. Lăn lộn có vài vòng là được 2 triệu ngay. Lát nữa em sẽ thử vứt 1 triệu ra đường, biết đâu lại được nhiều hơn. Ừ, anh ở nhà cả mà, em cứ vứt nhiều nhiều vào, biết đâu lại được nhiều. Thì ra là hai người cùng một ruột với nhau để lừa đảo anh ấy à? Thế mà ngay từ đầu ấy, tôi tưởng cô là người tốt kìa đấy. Này, mày là đứa nào? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn tao? Tôi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ vừa nãy đến giờ rồi. Không ngờ hành vi lừa đảo của hai người tinh vi thật đấy. Dám lừa đảo người ta trên sự tin tưởng của họ. Này, tao có lừa đảo ai đi chăng nữa, cũng chưa lừa đảo được cái mặt nhà mày nhá. Đừng có cho mõm vào. Khôn hồn ý thì cút ra khỏi đây. Cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm nhá. Đừng có lo chuyện bao đồng, kẻo coi chừng ấy bầm mắt đấy. Đúng là vô lý thật đấy. Đã làm chuyện sai như vậy rồi, vẫn còn tự tin mở miệng được à? Tao có thể tự tin một phát vả gãy 2 hàm răng của mày đấy, mày có muốn thử không? Hả? Hai người... Làm sao? Mày muốn để cho răng môi đi trước, người lả lướt theo sau đúng không? Lần sau muốn lo chuyện bao đồng ấy, xem lại mình trước đi, xem có đủ điều kiện hay không nhá. Đến lúc lại vả gãy rơi răng ra, thì lại hỏi tại sao nước biển lại bận. Thôi anh, đừng có tốn thời gian ở đây nữa, bọn mình đi trước đi, còn phải làm phi vụ khác nữa. Giữ mồm giữ miệng chặt chẽ vào nhá. Gặp lại bọn tao thì đừng có trách tao đấy. Đi em. Hôm nay đúng là làm ăn khấm khá thật đấy. Lừa được biết bao nhiêu là tiền. Cũng nhờ cái thằng đi mạc lúc sáng ấy, nó mở ra quả bát ngon quá. Làm ăn may mắn cả ngày. Hôm nay kiếm được nhiều tiền như thế rồi, em phải đi mua quần áo rồi đi xin việc phỏng vấn mới được. Cái gì? Em đi xin việc á? Đúng thế còn gì? Chứ chả lẽ bây giờ mình cứ đi lừa đảo mãi hả? Anh thấy lừa đảo cũng ok mà. Thu nhập cao này, không cần vốn này, không phải đóng thuế này. Nghề này ok chứ. Tốt thì đúng là tốt thật, nhưng mà nó chỉ là nghề tay trái thôi. Em cũng phải có một công việc ổn định khác chứ. Ờ nhỉ, em nói cũng đúng nhỉ. Thế em xin việc vào đâu?
Em đã nộp hồ sơ vào công ty FM rồi. Ngày mai em sẽ đi phỏng vấn. Được, em phỏng vấn thành công về, mình đi ăn mừng. Đi. Căn bảo là tất cả mọi người đều có bằng cấp tốt, nhưng mà em vẫn chưa hiểu sao có một cô tên là Linh, không biết có đọc yêu cầu tuyển dụng công ty chúng ta không mà lại dán một đơn vào ạ. Cô ấy như thế nào? Cô ấy thì mới học hết phổ thông, căn bảo là không đủ bằng cấp để vào được công ty chúng ta. Có phải là cô gái này không? Sao trông cô ấy quen thế nhỉ? Chúng mày nhá, mày được lắm, dám lừa ông nhá. Lần sau ra đường ấy, tránh mặt tao ra đấy. Đứng lại. Đúng là cuộc đời thật lắm éo le, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Cảm ơn cô nhá, không có cô thì đúng là không biết là tôi còn bị thế nào nữa. Không có gì đâu, tôi thấy chuyện bất bình nên là ra tay tương trợ thôi mà. À đây, tôi gửi cô một ít, coi như là thay lời cảm ơn. Thôi, tôi không lấy đâu, tôi chỉ giúp anh một chút thôi mà. Cô cứ cầm đi, không có cô nhá, không biết là tôi còn mất nhiều hơn hay không đấy. À, tôi nhớ ra rồi. Chủ tịch quên cô ta hả? Có thể nói là như vậy. Rồi, về vấn đề của cô ấy, cậu cứ ra quyết định là tuyển dụng cô ấy đi. Thế còn hồ sơ này thì sao ạ? Cô ấy là người có nhân phẩm tốt, nếu như mà bằng cấp chưa đủ, mình có thể đào tạo. Nhưng riêng cái đạo đức ấy, là phải có. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em xin phép trong lại trước ạ. Cái gì? Em nói chủ tịch công ty của em lại chính là cái thằng mà bị mình lừa hôm trước đấy á? Đúng vậy đấy. Lúc vào công ty ý, gặp mặt anh ta, em suýt nữa đứng tim cơ. Ồ, trùng hợp thật đấy. May mắn là bọn mình đóng kịch nhập vai nên là không sao hết. Hơn nữa nhá, anh ta còn nhận em vào làm công ty mà không cần phải phỏng vấn nữa. Ôi trời, fan này phải ăn mừng thật lớn rồi. Đương nhiên rồi, em sẽ mời anh một chầu linh đình luôn. Đi. Dạ vâng ạ, tôi đang qua bên công ty đối tác để ký hợp đồng đây ạ. Dạ vâng, chắc chắn là không có gì thay đổi, tại vì bên công ty đối tác đã đồng ý với tất cả các điều khoản của chúng ta rồi. Dạ vâng ạ, xong việc ý, tôi sẽ về công ty ngay. Chào sếp ạ. Hai người, mày làm cái gì ở đây vậy? Đáng lẽ ra tôi phải hỏi câu đấy mới đúng ý. Hai người lại muốn lừa gạt ai ở đây à? Này, lần trước bọn tao cảnh cáo mày nhẹ quá nên mày chưa sợ đúng không? Hả? À, tao bảo mày rồi, phải giữ cái mồm giữ miệng chặt chẽ vào. Đến lúc bọn tao phải dạy dỗ mày thì hơi căng đấy. Mở mồm ra là nói bọn tao lừa đảo, mày có tin tao vả tét mồm mày ra không? Hai người lừa đảo ấy, tôi không gọi như vậy, thì tôi gọi là gì nhỉ? Lừa gạt à? Anh xem kìa, nó dám khiêu khích bọn mình đấy. Nói cho mày nghe nhá, bạn gái tao là nhân viên trong cái công ty to lớn như này đấy. Cái mặt mày chắc gì nó xin vào được hả? À, anh bảo sao? Bạn gái của anh là nhân viên của công ty FM á? Phải, mày nghe chưa rõ à? Tao chính là làm việc ở công ty này đấy. Mày tưởng chỉ có mình cái loại mày được làm ở công ty lớn như này á? Bạn gái tao nhá, đích thân chủ tịch phải mời về đây làm việc đấy, mày biết chưa? Cái loại nhân viên quèn như mày chắc gì đã được gặp chủ tịch. Nói với mày chắc là như vịt nghe sấm thôi. Ừ. Anh bảo sao? Bạn gái của anh được đích thân chủ tịch mời vào đây làm việc. Chứ sao? Sao? Mày sợ rồi à? Không phải sợ, mà là ngạc nhiên thôi. Chắc là tẹo nữa tôi phải gặp chủ tịch, tôi phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Gặp chủ tịch á? Cái loại nhân viên tép diêu như mày mà cũng đòi gặp chủ tịch tao á? Mày nghĩ cái gì đấy? Đúng rồi, loại nhân viên tép diêu như tôi thật là may mắn khi được gặp chủ tịch để ký hợp đồng đấy. Mà cái việc gặp chủ tịch đối với tôi ấy, nó dễ dàng lắm, không khó khăn gì cả. Mày nói cái gì? Mày vừa bảo là mày được ký hợp đồng với chủ tịch á? Đúng vậy.
cô làm gì đấy? Để tao xem, mày còn hợp đồng nào để ký không nhá. Thế thì bây giờ lý do để mày gặp chủ tịch là gì? Hai người đúng là ngang ngược, hống hách đấy. Tôi không ngờ cái công ty lớn như thế này lại có thể tuyển dụng nhân viên như hai người đâu. Này, mày đừng có tưởng là mày muốn nói gì thì nói trước mặt bọn tao nhá. Bọn tao chưa tính xong với mày đâu. Anh định để nó ở đây nói nhăng nói quậy như vậy được à? Để anh giải quyết cho. Xem ra là tao cảnh cáo mày nhẹ quá, cho nên mày không coi ra gì đúng không? Được rồi, để tao cho mày một bài học. Vào đi. Dạ, chủ tịch cho gọi em ạ. Ừ. Cậu xem lại cho tôi nhá. Trong cái lịch ngày hôm nay của tôi ấy, có lịch ký kết hợp đồng với công ty Vivo đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Lịch ký kết hợp đồng là 1 giờ chiều nay ạ. 1 giờ mà bây giờ là 1 giờ 15 rồi. Nhân viên công ty đấy hay làm việc trễ thế này à? Bình thường công ty ấy là phải cẩn thận lắm cơ mà. Không hiểu sao hôm nay lại đi muộn ạ. Cậu kiểm tra lại ngay cho tôi nhá. Rồi có gì báo tôi. Dạ vâng ạ. Ừ. Em xin phép ạ. Nhân viên bây giờ làm việc không biết quý trọng thời gian gì cả. Hai người muốn làm gì? Bọn tao muốn làm gì á? Bọn tao muốn dạy cho mày một bài học, để cho mày biết cách mà cư xử khôn ngoan hơn đấy. Lần trước tao bảo mày như nào rồi? Quản mồm quản miệng chặt chẽ vào, nếu không được có trách tao. Làm việc ở công ty lớn như này mà cư xử chẳng khác gì dân chợ búa cả. Xem lại hành vi của mình đi, xong rồi hãng nói cái khác nhá. À, chợ búa à? Được, để tao chợ búa cho mày xem này. Chủ tịch ạ. Cô Linh à? Đúng là làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Dạ không phải đâu ạ. Chủ tịch hiểu nhầm rồi. Em với cả anh này không liên quan gì đến nhau ạ. Em không quen anh ta đâu. Em đang đi như thế này thì là anh ta bám lấy em thôi. À, chắc là anh ta muốn chủ tịch hiểu nhầm đấy ạ. À, đúng rồi. Có phải là hai người cấu kết với nhau để hãm hại tôi đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Chắc là hai người này quen biết nhau đấy ạ. Này, con nói kiểu gì đấy hả? Từ đầu ấy, cô bảo với tôi như nào? Chính cô là bày ra cái trò lừa đảo này, cô bắt tôi phải làm theo nhá. Cô bảo là lo cho tương lai của hai đứa cơ mà. Sao bây giờ gặp chuyện đá cho tôi là sao? Cái gì? Tương lai của hai đứa? Anh bị ngu thật với ngu giả vờ đấy. Tôi thì làm gì có tương lai gì với cái loại côn đồ như anh. Cô Chủ tịch, dạ không phải đâu ạ. Là do anh ta lôi kéo em vào con đường lầm lỗi đấy ạ. Bây giờ em nghĩ lại rồi, em muốn tố cáo anh ta. Thế thì tiện quá. Tôi lại cũng vừa báo công an luôn. Để lát nữa ấy, hai người cứ sẵn sàng tinh thần và lên đồn với công an thôi nhé. Cái gì cơ? Chủ tịch báo công an rồi ạ? Đúng thế. Sau khi biết được chân tướng sự việc ấy, tôi đã tiện báo công an rồi. Và giờ này ấy, cho họ cũng sắp đến rồi đấy. Tôi khuyên hai người nhá, đừng nên bỏ trốn làm gì. Đấy, cứ ra mà đầu thú đi, còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hình ảnh của hai người ấy, tôi gửi hết lên công an rồi. Quên không nói với hai người nhá. Mấy cái vụ lừa đảo trước khi lừa tôi ấy, camera ở xe tôi ghi lại hết rồi. Tất cả tôi gửi lên cơ quan chức năng hết. Chủ tịch, anh tha thứ cho bọn em được không ạ? Dạ vâng ạ. Mong anh cho bọn em cơ hội để em làm lại cuộc đời ạ. Cái việc này ấy, nó nằm ngoài phạm vi giải quyết của tôi rồi. Hai người đi mà giải thích với công an nhé. Cô là nhân viên công ty Vivo à? Dạ vâng ạ. Tôi đợi cô đấy. Chủ tịch ơi, làm thế nào bây giờ? Còn làm sao nữa à? Chính cô ấy, cô hạ chết tôi rồi đấy. Bây giờ tôi mà phải đi tù nhá, cô không xong với tôi đâu. Anh bị điên à? Anh mà đi tù ấy, làm như tôi thoát được không bằng.